Này, bạn ơi, dạy chơi game à? Làm gì đấy? Sao chơi game thế? Không phải đâu, mình đang học mà. Học cái gì? Mình đang học online. Học ở đâu? Mình đang học online trên Toliha. Thế à? Tôi đi hai là cái gì? Toliha.vn là một trang giúp các bạn có thể học tập Thế à? online mà. Đâu 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 xem nào. Đây. À, đâu đâu. Đây, có Đây những là cái cái khóa phần, gì? đây là khóa thử miễn phí. À. Khóa thử miễn phí này Có dành những cho những khóa học người thì mới dạy vào. những cái gì? Này dạy những cái như là tiếng Việt lớp 3, khóa học cơ bản tiếng Anh lớp 3 và cơ bản là lớp 3, lớp 4 và lớp 5. Học online luôn à? Đúng. Học thêm luôn thế không cần phải đi học thêm nữa Ừ, có thể học online ở nhà luôn. à? Rất tiện lợi nha các bạn. Thế liệu có khá hơn không? Cái trang này có thể giúp chúng ta có thể đạt được một 10 điểm 10 điểm luôn à? rất Môn dễ. à? Thế à? Nếu mà chịu khó Đúng, à? À? chịu Thế thì thôi, khó thế là thì đăng mình ký học thôi. tiếp đi nhá. Ừ, Ừ, rồi tạm biệt. ok, bye bye.